quay trở lại với căn bếp của Daisy Kitchen thì Daisy đã từng có công thức chia sẻ cách làm bánh gato Hồng Kông nướng bằng khuôn tròn thì cũng đã nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ các anh chị em. Thì hôm nay mình có thời gian, mình sẽ làm bánh gato Hồng Kông nướng bằng khuôn hình chữ nhật, và trong công thức này thì mình sẽ sử dụng 6 trứng. Thì hy vọng nhờ những gì mình chia sẻ trong công thức sẽ hữu ích với mọi người. Nếu mà mọi người thích nướng cái bánh hình chữ nhật thì cái bánh này thì mình sẽ dành để làm bánh bông lan trứng muối. Thì hẹn mọi người ở những video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ với cả nhà một công thức bánh bông lan trứng muối rất là ngon. Bây giờ mời cả nhà vào bếp cùng làm với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ đi làm nóng lò 110 độ C, 230 độ F khoảng 30 phút. Mình sẽ cần sử dụng trứng mới, trứng gà công nghiệp và trứng lạnh để làm bánh bông lan. Và trứng của mình sử dụng là trứng cỡ vừa từ 59 đến 62 gram cả vỏ. Ở đây là mình có là 6 lòng đỏ trứng gà cỡ vừa, mình cho vào một cái thau to. Sau đó mình sẽ cân vào đây 90 gram sữa tươi, 76 gram dầu ăn. Và sau đó mình sẽ cho khoảng 1/2 muỗng cà phê tinh chất vani. Sau khi cho các nguyên liệu vào rồi thì mình sẽ dùng phới lông cầm tay để mình đánh tan và hòa quyện giữa trứng, sữa và dầu ăn. Sau khi mà đã đánh hòa quyện rồi thì mình sẽ bắt đầu cân bột vào. Mình cân vào đây là 104 gram bột mì đa dụng, hàm lượng protein 9,7, 46 gram bột bắp, 22 gram sữa bột, 2 gram muối. Sau đó mình sẽ rây cái phần bột này vào trong cái hỗn hợp và trứng hồi nãy mình đã đánh hòa quyện. Tiếp theo mình cũng sẽ sử dụng phối lòng cầm tay để mình trộn cái phần bột này. Mình ở bước này mình cần trộn nhanh dứt khoát và không trộn bột quá lâu sẽ làm cho cái phần bột của mình phát triển các sợi gluten thì làm cho bánh của mình sẽ bị chai và dai sau khi nướng. Phần hỗn hợp lòng đỏ sau khi trộn xong mình sẽ để sang một bên và bây giờ mình sẽ chuyển sang phần đánh lòng trắng trứng. Ở đây mình có là 6 lòng trắng trứng gà cỡ vừa. Mình cũng sẽ cho một cái thau, khi mà mình đập trứng gà mình lấy lòng đỏ để mình làm thì mình sẽ để cái phần lòng trắng này vào trong tủ lạnh lại để cho cái phần trứng của lòng trắng của mình nó lạnh thì khi mình đánh bông nó sẽ ổn định hơn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê giấm ăn. Mọi người không có giấm, mọi người có thể là cho nước cốt chanh hoặc cream of tartar đều được. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng máy đánh trứng cầm tay của mình là 125W và có 5 tốc độ. Thì mình sẽ đánh ở tốc độ trung bình là số 3 khoảng 45 đến 50 giây để cho các cái phần lòng trắng trứng của mình nó nổi lên các bọt khí li ti như thế này. Ổn định rồi thì mình mới cho đường vào. Thì cái giai đoạn đánh trứng này mình sẽ không cắt video để cho anh chị em nào mình chưa có thành công cái giai đoạn đánh lòng trắng trứng thì mình có thể theo dõi. Còn những anh chị em nào mà mình đã thành công ở cái bước này, mọi người có thể lướt qua. Sau khi mà lòng trắng trứng mình đánh là được khoảng 45 giây thì nó sẽ nổi các bọt khí li ti và đều như thế này thì mình sẽ bắt đầu cho đường vào. Lượng đường mình cho vào ở đây là 140g đường cát hạt mịn. Như mình nói lúc nãy là máy của mình là công suất 125W và có 5 tốc độ thì mình tăng lên tốc độ cao nhất là số 5. Sau đó mình sẽ cho từ từ đường vào. Trong quá trình đánh trứng, lòng trắng trứng thì mình đánh theo một chiều.
Sau khi cho hết phần đường và mình đã đánh tan phần đường rồi thì mình sẽ hạ xuống tốc độ thấp để đánh đến khi nào mà cái lòng trắng trứng của mình tạo chóp mềm cong, đồng thời là nghiêng tô không đổ. Lúc này thì mình sẽ hạ xuống tốc độ số 1. Tổng quá trình đánh trứng của mình khoảng từ 3 phút rưỡi đến 4 phút. Sau khoảng 3 phút rưỡi thì mọi người sẽ thấy là cái lòng trắng trứng của mình nó tạo chóp mềm cong như thế này. Và khi mình nghiêng tô thì tô của mình nó không, cái phần lòng trắng nó không có đổ xuống, thì tức là cái lòng trắng trứng của mình đánh đã đạt rồi. Mọi người lưu ý là đánh lòng trứng trứng vừa đạt. Nếu mà đánh quá tay thì cái lòng trắng trứng của mình, các vật khí cũng sẽ không ổn định. Và khi mình trộn với cái lòng đỏ mình nướng bánh có thể dẫn đến các tình trạng như lỏng đáy, thắt eo hoặc là bị xẹp sau khi ra khỏi lò. Sau khi mà đánh xong cái phần lòng trắng trứng xong thì mình sẽ lấy một ít lòng trắng trứng mình bỏ qua tô lòng đỏ. Thường thì mình sẽ hớ cái phần lòng trắng trứng ở trên mặt để hoặc là xung quanh viền để mình cho vào cái tô lòng đỏ để mình trộn. Thì trong quá trình trộn lòng trắng, một phần lòng trắng trứng với phần cái hỗn hợp lòng đỏ thì mình có thể là trộn thoải mái đến khi nào hỗn hợp hòa quyện thì thôi. Mục đích của mình cho một ít lòng trắng trứng qua là hỗn hợp lòng đỏ để trộn là để cho cái hỗn hợp lòng đỏ của mình nó sẽ nhẹ hơn, thì khi mình đổ sang cái tô lòng trắng trứng mình sẽ dễ phâu hơn là mình đổ cái hỗn hợp lòng đỏ ngay từ ban đầu. Thì cái hỗn hợp lòng đỏ ngay từ ban đầu nó rất là nặng thì mình sẽ rất là khó phâu bột khi mà cho vào tô lòng trắng trứng. Như vậy thì sẽ làm cho các lòng trắng, cái bọt khí trong lòng trắng trứng của mình nó sẽ bị vỡ và xẹp đi. Sau khi mà đã trộn đều một phần hỗn hợp lòng trắng với lòng đỏ xong thì mình sẽ cho chuyển ngược lại vào tô lòng trắng. Sau đó mình sẽ dùng phới cái phới dẹt, mình sẽ trộn như thế này. Mình sẽ để cái phới dẹt vào giữa tâm và mình sẽ trộn theo kiểu hất lên. Một tay mình sẽ giữ thau và mình xoay, còn tay kia thì mình cứ hất bột lên như thế này cho đến khi mình trộn hòa quyện. Thì cái bước này mình trộn cần dứt khoát, nhanh tay và không trộn quá lâu. Trộn lâu sẽ làm cho các bọt khí của mình nó sẽ bị vỡ. Thường thì mình khi mà mình đánh cái lòng trắng trứng á, mình sẽ cho vào cái thau mà nó có cái chỗ rót như thế này. Thì khi mình rót vào khuôn nó sẽ dễ hơn là cái thau mà nó tròn và nó không có cái phần rót ra. Trong công thức này mình sẽ sử dụng khuôn có kích thước là 33 x 22.9 x 5 cm, tức là khuôn hình chữ nhật. Sau khi mà trộn bột xong thì mình sẽ cho cái vào khuôn luôn, và khuôn của mình không có lót giấy. Sau khi phần bột đã cho vào khuôn rồi, mình sẽ dùng cái phới dẹt để mình dàn sơ. Hoặc là mình có thể là lắc sơ cái khuôn cũng được. Rồi mình sẽ đập khuôn và cho bánh vào trong lò để nướng ngay. Mình nướng ở 110 độ C, 230 độ F khoảng 2 giờ 30 phút. Và mình nướng ở đảnh thứ hai từ dưới lên. Và lò của mình bật ở chế độ là lửa trên và có quạt. Sau 2 giờ 30 phút đã nướng xong rồi thì mình sẽ hé cửa lò và để bánh trong lò khoảng 10 phút trước khi lấy bánh ra. Khi lấy bánh ra thì mình sẽ đập khuôn để cho cái bánh của mình nó kiểu nó dễ lấy ra khi mà nó nguội.
Thì cái bánh của mình nó chín thì mọi người sẽ thấy là xung quanh viền nó sẽ hơi bị lóc ra, và mình sẽ để bánh ở đây cho nguội. Mặt bánh thì hơi xù xì nhưng mà mọi người đừng yên tâm, nó không có ảnh hưởng đến chất lượng bánh. Sau khi bánh nguội rồi, mình sẽ dùng một cái cây như thế này để mình có thể là róc cái phần thành khuôn. Sau đó mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Thì mọi người sẽ thấy là khi bánh nguội, mọi người sẽ dễ dàng lấy ra khỏi khuôn và cái bánh của mình nó tự động nó lóc ra khỏi khuôn mà không cần mình lót giấy nén. Thường thì lót giấy nén nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của, không phải ảnh hưởng đến chất lượng của bánh mà nó sẽ ảnh hưởng đến là có thể làm cho bánh của mình bị lõm đáy hoặc là thắt eo. Sau khi mà bánh đã nguội rồi thì mình có thể là cắt theo cái ý thích của mình. Đây thì mình cắt theo cái kích thước là 12 x 18 cm để mình làm bánh bông lan trứng muối cho video sau. Còn nếu mà mọi người để ăn hoặc là để làm những cái bánh khác thì mọi người có thể là cắt theo cái ý thích của mình. Như mình nói lúc nãy thì cái phần mặt bánh nó sẽ hơi xù xì, nhưng mà khi mà mình cắt bánh xong, mình để nguội rồi, mình có thể là nếu mà mình thấy xù xì và mình muốn bánh đẹp hơn thì mình có thể là lấy hết cái phần mặt trên của bánh như thế này, thì cái bánh của mình nó sẽ vẫn láng mịn và đẹp, rất là đẹp. Bánh của mình sau khi nướng xong không có bị lõm đáy, thắt eo hay là bất cứ tình trạng nào như là xẹp khi ra khỏi lò, mà bánh có mềm ẩm, có độ đàn hồi và các bọt khí của mình rất là nhỏ, cho nên là cái mặt bánh rất là mềm mịn. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong phần chia sẻ công thức gato Hồng Kông nướng khuôn chữ nhật. Hy vọng là cả nhà sẽ có thời gian để thử công thức. Nếu mọi người có bất cứ những câu hỏi hoặc là thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video. Thank you.